Xin chào bà con, chào các bạn, chào toàn thể các anh chị. Ngày đầu, hôm nay tôi đã có thời gian ra vườn làm một cái video ngắn để giới thiệu cho bà con và các bác, anh chị là chúng ta đang quan tâm đến cây dược liệu, về cái hình ảnh thực tế nhất về cây cà gai leo. Trước mắt các bác đang nhìn ở đây là những cây giống cà gai leo được chúng tôi ươm và phát triển theo luống. Mỗi một cái luống như thế này thì cây cà gai leo nó được khoảng gần 2 vạn cây. Và tiêu chuẩn cây hiện tại tại trại giống thì nó rơi khoảng độ từ 8 đến 10 phân rồi. Cây trồng thoải mái rồi. Các bác có thể biết này, cà gai leo thì nó đóng góp vai trò là cây dược liệu rất là tốt. Và hiện nay có rất nhiều các sản phẩm thực phẩm dược liệu đến từ cà gai leo như là sản phẩm thân lá khô, rồi là viên nang, rồi là kết hợp với thành nhiều thành phần dược liệu khác để nó làm trà và làm các sản phẩm thuốc đến từ cà gai leo. Thì các công trình nghiên cứu về cà gai leo này thì nó có chứa những cái hàm lượng dược liệu rất là cao, rất là tốt cho con người. Và đây là một trong những loại cây thì cũng được đánh giá là cây có hiệu quả kinh tế. Nhưng tuy nhiên ấy, thì đây là cây hiệu quả kinh tế đối với bà con chúng ta. Nếu mà kinh doanh trồng cây này ấy, thì chúng ta phải trồng với số lượng nhiều. Và cái cây này thì nó là một trong những cái cây khá hợp túi tiền đối với bà con chúng ta đầu tư. Và cái giá thành cây giống thì nó khá rẻ và không đắt. Chất lượng cây giống thì cũng được đảm bảo nếu như bà con mua ở những trung tâm lớn. Về cái cây này thì không chỉ riêng đơn vị trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi ươm và trồng. Thế nhưng tuy nhiên thì là cũng có rất nhiều người quan tâm và nhiều đơn vị họ ươm. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái chất lượng ươm và cái sức khỏe của cây giống thì nó cũng rất là quan trọng. Khi chúng ta mua thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái đơn vị nó phải chính thống, tránh tình trạng chúng ta mua qua thương lái, mua qua buôn thì cũng rất là vất. Với cái giá thành chúng ta không được đảm bảo, hay chất lượng cây giống nó không có cái nguồn gốc của cái đơn vị cung cấp, nên rất là khó. Hàng năm thì đơn vị chúng tôi cũng cố gắng để ươm và phát triển. Tôi là Biên, nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo và là nhà điều hành trực tiếp chịu trách nhiệm cây giống hoàn toàn cho bà con. Năm nay thì tôi cũng không còn nhiều, ở đây chắc chỉ còn khoảng độ 5 vạn 6 vạn gì đấy thôi, bán gần hết rồi. Ở đây thì cây giống bên này nó sẽ cao hơn. Cái luống này đây là bốc gần hết rồi. Bên này cây được 20 phân rồi, cà gai leo. Được 20 phân rồi. Những cây này là tiêu chuẩn để xuất vườn rất là tốt rồi. Đấy, các bác mà có nhu cầu mà trồng ạ. Trồng cây như thế này là đẹp rồi này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Một cái cây như thế này thì bà con chúng ta trồng với diện tích đất thì chúng ta cũng trồng rất là nhiều. Kỹ thuật trồng nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta làm luống lên, hoặc nếu chúng ta trồng trên núi không nhất thiết phải làm luống. Nếu chúng ta trồng ở ruộng, chúng ta canh tác lại thì chúng ta làm luống lên, phủ bạt ni lông vào để hạn chế cỏ nó mọc. Đó, và cái kỹ thuật như rất nhiều người trồng, tôi lưu ý bà con là rất nhiều người trồng được thu có 1 năm 2 năm cuối cùng là chúng ta không biết cách quản lý để chăm sóc ấy. Thì nó thành lụi ở cây lộc còi. Đấy, cho nên là bà con chúng ta phải lưu ý là chúng ta trồng cái cây này chúng ta phải có cách chăm sóc đặc biệt. Và chúng ta phân bón các thứ, rồi là sau khi chúng ta thu hoạch chúng ta cũng phải có cái quá trình cải tạo lại cho cây cho nó phát triển đúng theo cái bản chất của cây cà gai leo. Đây là cây dược liệu, bà con chúng ta lưu ý là như vậy. Về cây giống thì hiện tại mà trung tâm cây giống Tam Đảo vẫn đang cố gắng ươm và phát triển để gửi tới bà con những cái hình ảnh cũng như là cái chất lượng cây giống nó tốt nhất. Mọi chi tiết mua cây giống thì bà con cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Và tôi là Biên, nhà điều hành trực tiếp trung tâm cây giống Tam Đảo và là người chịu trách nhiệm chất lượng cây giống cho bà con. Đây là cái hình ảnh thực tế nhất tại trại giống trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh YouTube và ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi ngày có một cái động lực phát triển tốt hơn và tôi làm nhiều video hữu ích hơn cho bà con chúng ta tiếp cận với các loại cây dược liệu và cây lâm nghiệp. Còn bây giờ xin kính chào và bà con trong những video tiếp theo. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ tôi để tôi phát triển video nhiều hơn nhé.